Chào cả nhà nghe. Bữa nay sáng sớm mưa quá chừng cả nhà. Bây giờ mới hơi tạnh tạnh. Mời cả nhà đi ra xem vườn măng tre của mình nha. Măng tre quý nha. Đây là vườn tre, đây là tre tơ nha cả nhà. Đang một nhánh ra nữa để chuẩn bị chiết. Đây. Nhà thấy chưa cả nhà? Măng mà. Măng tre tôi quý nha. Tôi để lên cá là đây em mời cả nhà xem nha. Giờ này mới có 6 giờ mấy nữa. Mùa nóng lòng đi ra xem vườn măng tre tôi quý của mình. Trời mưa này không là có mười mấy hai chục một măng ấy cả nhà. Đây một măng to cả nè. Măng bự lắm. Măng lên. Rất là nhiều cây luôn. Cái này là một năm là mình tỉa cây một lần. Có một lẻ hết biết, có một lẻ bự rồi. Ôi mưa tới nữa rồi. Em chào cả nhà nghe, kết thúc video nha.